Hello mọi người, lại là Ali đây à, Thì cái video này là tụi mình đang đi refresh Là hôm đó là ngày Canada đây là tụi mình được nghỉ thêm thứ hai á Mà cái refresh này á, là tổ chức từ thứ sáu tới là thứ hai mà cái này là ngày cuối cùng lên luôn nên là tụi mình quyết định là tụi mình đi rồi mọi người có thấy không rất là đông luôn mà tụi mình phải xếp hàng lộn à, đậu xe mà nó xa cả gần một km luôn mọi người thấy không người ta phải xếp hàng để người ta vô á, mọi người mà rất là lẹ nha mỗi người phải trả hai đồng để đi vô cửa kiểu như là để cho người ta dọn dẹp vệ sinh rồi thu dọn rác á, volunteer này nọ mọi người đó là có cây nhạc nữa nè Là cái chỗ này là có chỗ để ăn nè Xong hả người ta có bán nước có cồn Bên đây là tụi mình phải trên 19 tuổi Thì người ta mới cho mua nước có cồn Chứ không phải là ai cũng mua được sao mà còn phải đóng dấu trên tay á Đã biết là trên 19 tuổi á Là ở đây có biết bao nhiêu gian hàng luôn Chủ yếu là chỉ là bán sườn thôi mọi người Là ở đây là bán blooming onion Là cái hình mà cái bông Cái uh, uh, Cái Cái uh, cái hành mà nó chiên thành cái bông hoa mọi người xong rồi á à, có biết bao nhiêu gian hàng là của sườn á mọi người là đây là một nè hai nè ba bốn năm bây giờ mình đi cho mọi người coi nha à, kiểu như á là mỗi gian hàng á là người ta cho mình thử à, cái số đó mọi người ý là người ta sẽ chấm cái thanh cái miếng gỗ á cái cái miếng thanh que gỗ đó. xong mà người ta sẽ cho mình thử cái sốt rồi mình thấy cái chỗ nào được á thì mình sẽ ấy đứng lại rồi mình mua tụi mình thử hết năm gian hàng luôn là lúc đó mình chọn cái gian hàng thứ hai từ từ cái chỗ đầu tiên mà mình đi á là cái chỗ nó ngon kinh khủng luôn á rồi vòng vòng đây là có những cái chỗ tiệm nó bán những món khác luôn Giống như trà sữa nè, rồi hả cheesecake nè Xong rồi à, có mấy tiệm giống như điện thoại Bell Rồi này nọ để nó vô nó quảng cáo cái điều điện thoại mọi người Xong rồi có một cuối cùng á là tụi mình mua quá trời sườn luôn Rồi á à, hả còn mua blooming onion nè với lại cái loaded fries ở đây nha nó có cái slushy này nè tưởng nít nó thích lắm tại vì cái ly nó chả bá luôn xong nó đủ màu ở trơn xong mà tưởng nít nó xếp hàng quá trời mọi người thấy không còn cái chỗ này nè là tí cuối cùng nữa mình tới là nó nó kêu là funeral cake là cái bánh mà hình tròn nó giống như là cái ống khói vậy xong rồi có cái whipping ở trong rồi tụi mình xếp hàng một hồi nó cũng lẹ lắm Xong rồi đó là tụi mình mua được Là hôm đó là tụi mình mua được hai phần tảng sườn uh, sườn heo á Là full tảng sườn heo hai phần Một pound uh, uh, thịt heo mà nó xé sợi sốt barbecue Với lại còn cái này ở trên đây á, là khoai tây Mà nó có cheese nè, bacon nè Rồi nó có sốt um, sauce barbecue hay là mayonnaise hay là cái gì á ăn cũng được lắm. Rồi tụi mình lúc đó là đang chờ um, cái phần mà blooming onion đó, là cái phần mà um, hành mà hành củ hành tây á mà nó chiên nó chiên ra hình hình bóng á mọi người thì Philip ăn nó ngon lắm đó là cái bánh này mình nói mọi người nè là ở ngoài là nó có uh, Oreo crumb rồi là cái bánh nó nó kiểu như nó cũng ngọt ngọt đó. Xong ở trên là sauce caramel Rồi có cái whipping ở trong á mọi người Nói chung là à, ăn vô nó Nó là dessert mà Trời ơi, tụi mình phải chờ nửa tiếng đồng hồ rất là mệt luôn Bye bye mọi người